Chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Hồng Ký. Quý vị thân mến, tiếp nối series giới thiệu những mẫu mã máy hàng tốt nhất trên thị trường hiện nay. Ngày hôm nay hãy cùng với Hoàng Đăng đập hộp và review chi tiết sản phẩm máy hàng cơ khí Hồng Ký HK200K mẫu mã mới nhất. Quý vị thân mến, trước mặt Hoàng Đăng đây chính là hộp để chứa sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay, máy hàng điện tử HK200K. Khi mà mở hộp ra thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy ngay đó chính là cuốn sổ hướng dẫn sử dụng. Cái này rất là tiện ích đối với những quý vị nào mà chúng ta chưa bao giờ sử dụng máy hàng bao giờ đó. Khi mà một sản phẩm gửi đến cho quý khách hàng thì chúng tôi luôn luôn bảo vệ sản phẩm của mình bằng cách là chèn những miếng mút sốt như thế này để đảm bảo sản phẩm của mình là luôn ở trong trạng thái an toàn nhất, tránh móp méo hoặc là trầy xước khi đến tay quý vị nha. Và phía bên trong sẽ là nhân vật chính của mình quý vị ạ. Đây, một chiếc máy hàng cơ điện tử HK200K, một sản phẩm mẫu mã mới nhất của Hồng Ký mới cho ra thị trường hiện nay. Đây, chúng ta có thể thấy là ở trên này là Made in Việt Nam, chứng minh một điều rằng như gì, có nghĩa là sản phẩm này được sản xuất nghiên cứu bởi công ty Hồng Ký quý vị nhé. Và trên này thì chúng ta còn có thể thấy là tem hàng Việt Nam chất lượng cao nữa, chứng minh đây là một sản phẩm chất lượng từ một công ty chất lượng sản xuất lại cho chúng ta luôn. Nếu sản phẩm có vấn đề thì chúng tôi sẽ bảo hành cho quý vị trong vòng 1 năm quý vị nhé. Rồi, Hoàng Đăng sẽ tạm thời bỏ sản phẩm này qua. Thì trong bộ sản phẩm đi kèm thì chúng ta còn có hai vật dụng không thể thiếu khi sử dụng máy hàng, đó chính là một dây kẹp mát để chúng ta kết nối với máy hàng, kèm theo đó nữa là một cái kìm để kẹp que hàng khi quý vị sử dụng. Đây, rất là gọn nhẹ và dễ dàng sử dụng luôn. Nếu quý vị mua sản phẩm về mà thiếu bất kỳ một trong những bộ phận này thì hãy liên hệ đến số hotline của chúng tôi là 1900 636 536 để được hỗ trợ.